Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Cuộc Sống Số. Thì trong video lần này thì mình sẽ phối hợp cho các bạn xem một cái bộ mà để chúng ta cạo gió thay cho cái dụng cụ cạo gió truyền thống nha. Cái bộ này thì gồm 3-4 cái gì đó, thì nó sẽ có nhiều kích cỡ khác nhau. Đây là cái hộp của chúng ta. Đây thì bây giờ mình sẽ khui trong cho các bạn xem. Thì ở đây thì có một bộ này thì mình có nó giống như là những cái con búp bê những con búp bê xếp dần dần chồng như vậy. Thì cái này kìa, đó, nó một cục gì nè. Đây, một cục vậy. Đó. Nó có cái nhỏ nhất. Đây, cái nhỏ nhất. Đó, nhìn rất là nhìn đến thấy cưng lắm. Đó, tới này cái này bự hơn tí. Và lại bự hơn một tí. Đây. Một tí. Và cái này là bự nhất. Thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Để chúng ta ôm như này. Đó. Thông thường chúng ta sử dụng cái này. Bào rất là dễ vì nó kích thước này kích thước trung bình thì nó có thể bào được rất nhiều vị trí trên cơ thể và nó cũng cầm vừa tay. Tay của các bạn cầm thì như này rất là vừa. Còn cái này thì nó hơi bự và khi các bạn gọi là bào gió thì rất là nặng. Đó, các bạn phải dùng lực rất là nhiều nè. Cái này thì nhỏ thế này thì để chúng ta bào ở vị trí nhỏ hơn như là cổ. Cái này cũng vậy, vào những vị trí nhỏ thì chúng ta dùng những cái bào này. Đó, chuyên bộ đó của nó là như thế này. Cái nhỏ nhất cái này, cái nhỏ nhất của mình cái này là 150. Đó, cái này là 840.000, này là 940.000. Đó, còn cái này á là 400.000. Đó. Thì nguyên một cái bộ của nó để dùng cho nhiều vị trí khác nhau cơ thể thì chức năng của nó thì cũng gọi là nó tương tự nhau thôi, không có khác gì lắm. Đó. Nhưng mà cái này khá là nặng, mình nghĩ là cái này lực của nam kéo nổi thôi, nếu mà các bạn nữ thì mua hai cái này là hợp lý. Đó. Và cái này thì nó làm bằng cao su nguyên chất, các bạn thấy nè. Cao su nguyên chất luôn. Vì thế là với loại cao su nguyên chất này thì vì thế những cái loại này hầu như các bạn sử dụng thì nó không thể nào hư hỏng theo cái cách sử dụng thông thường các bạn được, vì cái này là cao su mà. Rồi các bạn kéo, các bạn làm cỡ nào thì nó cũng không thể nào hư được. Nói chung là độ bền của nó có thể nói là gần như là vĩnh cửu. Đó. Rất là bền, thì vì cái này các bạn kéo, các bạn để vào da như thế này là các bạn kéo thôi. Đó, cái này nó cứ cứng, mình quay cái phim mình không có bóp được. Đó, kéo như này. Đó. Cái này kéo thì các bạn phải sử dụng dầu nha, một ít dầu dầu của em bé, dầu baby Johnson gì đó, các bạn chét lên thế này, hoặc là dầu gió các bạn dùng cũng được, nhưng mà thường dầu dừa đi. Dầu dừa là mình thấy nó vuốt im mà nó cũng dễ chịu và nó tốt với da nữa. Không có thì các bạn dùng bất cứ dầu nào các bạn sử dụng cũng được, nói chung cho nó trơn thôi là các bạn sẽ sử dụng và các bạn kéo được. Đó, rất là tiện. Đó. Nó hay hơn cái loại truyền thống chúng ta bào gió và những cái đồng xu hoặc là những cái móc khóa. Cái này thì rất là tiện. Đó. Mình rất thích cái loại này. Và các bạn nào muốn mua thì mình để link ở phần mô tả video nha. Các bạn click vào đó xem tham khảo giá và mua cho mình một cái giống như vậy nha. Thì cái này nhiều size lắm, các bạn inbox các bạn hỏi người ta nha. Thì video này là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video sau.